Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh 24 giờ của chúng tôi. Chúc tất cả các bạn một ngày mới thật nhiều sức khỏe và niềm vui. Sau đây là những nội dung chi tiết. Vừa Nhất Bát lên tiếng trước tin đồn là bạn gái mang thai rồi bỏ rơi. Mới đây, cư dân mạng xử chung xôn xao trước thông tin Vừa Nhất Bát vướng nồi nào là một cô gái mang thai và đối xử tệ bạc với bạn gái. Mới đây, truyền thông Trung Quốc bất ngờ đưa tin Vừa Nhất Bát vừa nghi vấn đối xử tệ bạc với bạn gái. Theo Sina, một tài khoản mạng xã hội đã bình luận dưới bài đăng của hot girl Lý Ân cho biết cô phát sinh quan hệ với Vừa Nhất Bát. Cụ thể, cô gái nhận là bạn gái của nam ca sĩ cho biết cô đang mang thai và bị phía nam ca sĩ chối bỏ trách nhiệm. Ý hiệp cô không được tiết lộ. Cô gái này muốn gặp mặt Lý Ân để đưa chứng cứ, đồng thời nhờ Lý Ân lên tiếng tố cáo Vừa Nhất Bát. Cô gái này để lại lời nhắn trên trang cá nhân của Lý Ân. Tôi cần sự giúp đỡ của cô. Tôi muốn vạch trần Vừa Nhất Bát. Anh ta đã có quan hệ tình cảm với tôi trước đây. Bây giờ tôi đang mang thai. Anh ta không quan tâm đến tôi, đe dọa tôi. Tôi cầu xin sự giúp đỡ của cô. Trước thông tin lùm xùm về quan hệ tình ái, phía nam ca sĩ Vừa Nhất Bát đã lên tiếng phủ nhận. Đồng thời, công ty cũng đã mời luật sư thu thập chứng cứ, kiện cô gái trên với tội danh bôi nhọ danh dự, tung tin thất thiệt làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới danh tiếng của nam nghệ sĩ. Dù bị công ty của Vừa Nhất Bát kiện, cô gái vẫn khẳng định mình nắm trong tay chứng cứ quan trọng. Tuy nhiên, hình ảnh thân mật mà Hàm QVQ đăng tải thì chỉ ra là lấy từ bộ phim Tâm Tượng Sự Thành do Mao Hiệu Đồng và Vương Tự Dị đóng chính. Bất ngờ bị gọi tên trong vụ việc, hot girl Lý Ân cũng nhanh chóng lên tiếng giải thích trên trang cá nhân. Cô gái này không gửi cho tôi bất kỳ thông tin gì và tôi không biết tại sao cô ấy lại lựa chọn tôi. Yêu cầu mọi người nên cân nhắc tìm hiểu và lan truyền thông tin một cách lý trí. Vừa Nhất Bát sinh năm 1997 là nam ca sĩ, diễn viên đình đám người Trung Quốc. Trước đó anh từng là thành viên của nhóm nhạc nam Hàn Trung Unique. Thành công của bộ phim Trần Tình Lệnh năm 2019 đã khiến sự nghiệp của Vừa Nhất Bát bước sang trang mới. Vừa Nhất Bát từng tham gia các loại phim như Hữu Phỉ, Phong Khởi Lạc Dương, Đại Thoại Tây Du 3, Vô Danh. Hiện, ngôi sao sinh năm 1997 là một trong những nghệ sĩ có lượng fan đông đảo nhất Trung Quốc. Nhờ sự ủng hộ và yêu mến của fan, anh được chọn làm gương mặt đại diện cho nhiều thương hiệu đình đám. Hiện tại, anh là ngôi sao 9X được săn đón bậc nhất giới giải trí Hoa ngữ với hàng chục hợp đồng quảng cáo. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.